Xin chào cô chú em. Xin chào cô chú. Xin chào các bạn. Xin chào. Thôi nó đổ này, đang nóng, đang nóng này, đang nóng nè. Rồi ăn đi. Rồi múc vô, múc vô. Này. Jupiterina, Jupiterina. Thôi rồi rồi, không hát nữa, không hát nữa. Mầm 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 mầm. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và cuộc sống ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh nấu một cái nồi bánh canh cua ăn mọi người. Xin chào cô chú Samayu. Xin chào cô chú. Xin chào các bạn. Xin chào. Thầy là cái bánh canh cua này thì Quỳnh đã nấu rất là nhiều lần rồi. Và hôm nay Quỳnh không có nấu lại, Quỳnh chỉ thay đổi đó là cái càng cua hoàng đế và hôm nay Quỳnh ăn cùng thôi. Bây giờ thì Quỳnh sẽ cho vào đây thêm là một ít chanh và một ít ớt nữa nha. Mama, spray mon nam de koko ni ra no? Cái gì? Nam de spray mon. Nó hỏi Quỳnh tại sao thích bỏ chanh vô. Mẹ thích bỏ lemon, bỏ chanh vô cho nó ngon. Ok. Sao không thích thì sao không bỏ, không sao. Không có sao hết, hiểu không? Sao số lẽ ta bây giờ là spray đi xíu. Ừ, sao có ăn ngon mẹ cho miếng chanh. No. No. Cảm ơn cô gửi xuống đi. Rồi mình sẽ cho thêm một miếng ớt nữa. Tamago. Ừ, tabago. Sang qua tabago không? Ừ. Rồi, cho sang cái tabago vô nè. Rồi. Ăn ebi không? Ăn ebi. Ebi một cái. Ebi. Một cái ebi gặm đi. Cầm, cầm cái tay. Lấy cái tay gặm. Không có chịu ăn một mọi người. Ăn rậy. Rồi, ăn rậy. Ăn trứng đi. Ăn trứng đi. Ăn trứng giùm tôi một cái đi. Khi mà Quỳnh nấu cái nồi này á, thì là phía bên trong nồi là Quỳnh đã bỏ một ít gạch cua á. Cho nên ở trong đây nha mọi người. Nó rất là béo luôn, thằng Sa nó mê luôn mọi người. Rồi bây giờ mà mọi người ăn chung với Quỳnh nha, mình sẽ ăn cái càng cua trước nha. Trời ơi, đã mọi người. Nhi cười, nhi cười. Nhi cười ai vậy? Chút tụi nhi cười. Quỳnh mua thì người ta có bán nhiều giống như là ở bên Mỹ mà cái càng là người ta bán một cặp, cái Quỳnh mua một cặp thôi. Chủ yếu là bỏ lên cái tô Quỳnh ăn. Mama. Ừ. Sao? Còn cái phần thịt đó. Mama sắp kia này bị tung nằm ngủ cho nay rồi ta sẽ cho mẹ đang nói tiếng Việt đó, sao chửi miệng à? Còn cái thịt á thì Quỳnh mua về Quỳnh xé ra. Cái màu vàng vàng nữa Quỳnh bỏ mọi người xem á. Cái ông mập ở nhà Quỳnh không ăn được mấy mà. Bởi vậy mua dễ không ăn được, không ăn bị ngứa. Đó. Kéo này rất là dễ luôn mà. Đau quá. Cái càng này á, cái vị của nó thì nó hơi hơi mặn mặn à. Bởi vì không có nên chấm cho mọi người mặn lắm. Nó là cua biển á, bởi vậy nó sống dưới biển nó mặn mọi người. Sao làm gì vậy? Khá lây. Khá lây này gì vậy? Mẹ chắc khá lây, khá lây. Cái cà rai nó có hơi chật. Đâu có cà rai đâu, ăn vậy ăn bún thôi, ăn udon thôi. Đừng có hấp cái súp nữa. Hấp ăn udon thôi, hỏi ăn udon thôi. Ăn udon thôi hả? Ừ. À! Sao nhẹ nhẹ thôi, sao đưa cái miệng sát sát vô mà chỉ nào, đưa cái miệng sát vô. Rồi đưa cái miệng sát vô, rồi đúng rồi. À mà mấy nhìn ăn cơ. Đưa cái miệng sát vô. 4 tuổi rưỡi rồi chứ lúc ăn nữa dài. 1 tuổi rưỡi là sao tự biết múc rồi, hôm nay sao chưa biết nữa. Mama. Sao? Su lê chù đấy. Uống từ từ ha. Trời, lâu lâu ăn ăn lại ngon ghê mà.
cái tô này mà ăn xong rồi là ngon cạnh không không sao. Cái phần này nó béo ngon dễ sợ mà. Ngày mai cho sao biến mày sao thử nó sao? Sao thử nè. Hiểu mày không? Sao không có na. Biết đang quay video mà sao con ồn mày thử, con thử thôi. Không, không thử. Nó béo quá mà, ngon dễ sợ. Cái món này nấu thì tính ra cũng dễ mọi người. Mình mua cái hũ gạch cua mà mình hay về mình nấu bún riêu á, mình cho vô. Rồi những cái tôm, rồi trứng mình luộc. Thịt cua á này mình cũng mua sẵn luôn. Tính là con nấu cũng nhanh mà. Bánh canh này thì Quỳnh làm Quỳnh đã chia sẻ với mọi người cách làm nhiều lần rồi. Quỳnh làm từ bột bánh cuốn mà xúc quay tê điêu. Mẹ để cho xa nó sang xong rồi xa xuống xa lấy cái màu hồng hồng á. Mình làm mày cắt em xa ăn á. Ai đêm màu dài dài đó. Sao nó sẽ cho cô chú xem nhé không? Sáng này xong rồi sao lấy. Sáng đó xong rồi là mẹ lấy mẹ cắt cho sao ăn. Ok. Mua đi. Chở gì ăn nhanh vậy? Ăn tiếp cho mẹ đi. Xây đâu xuống lấy kem hả? Xuống lấy kem, xuống lấy lên này mày cắt cho. Từ từ đến ấy đó, để mình đẹp thôi à. Nó ăn có chút xíu mà ngài. Rồi đưa xuống đi, đưa đổ nè. Đó nó đù cổ nè, đù cổ nè cô chú. Trời ơi, còn đó thì cô chú, còn đó thì cô chú. Cho cô chú xem nó sao ăn gì. Không biết cái này ở bên Việt Nam mình gọi là gì mình ơi. Cái này gọi là sidro hay gì ta? Mà mình để ngăn đá. Cái bắt đầu cái cắt lại cho nó ăn nha mọi người. Mô sư nó chảy nước quá trời là sao ơi. Đây. Cắm. Nó mê mấy nãy mọi người. Ở Nhật đó thì hè thì nó có hai thường hay có những cái món mà đá bào xịt sidro. Nói là xịt siro nhưng mà thật sự là cái siro trái cây mà người ta làm nguyên chất mọi người. Hoặc là có những món ngọt á, người ta cũng bỏ những quả đậu lên á. Nói chung cũng ngon. Quỳnh nấu cái nồi ngon vậy á mà nó không ăn nữa. Nó ăn tào lao gì đấy thôi vậy là được. Cái tô của Quỳnh á chất lượng vậy á, ở bên Việt Nam chắc bán cũng bộn tiền không à. Hồi xưa Quỳnh thích ăn một chỗ ở với chợ Bà Chiểu á, mà cái cô đó cũng nghỉ à,
chuyển sang chỗ khác nấu á, cái vị nó cũng không còn ngon, không có ngon không vị. Nói chung ta nấu có bí quyết mà, mình về nhà mình làm đúng y chang vậy mà cái vị không ra giống vậy nha. Cái phần gạch cua nãy mình bỏ này nè, giờ hấp vô cái nước hả, nó ngọt nó béo lên. Cái này Quỳnh mua người ta đông đá, cái người ta chỉ mình về bỏ vào trong đời cái sóng quay, giờ Quỳnh xé không đau nữa nè, nó cứng như cục đá, trời ơi nhai không được luôn à. Trời ơi, đúng là dịch bệnh mà mình muốn ăn cái đồ ngon lắm mà. Thật sự á, đi mua cũng khó mà. Cái này á, mình biết. Ở sao ta bị kẹo của nè, lại kẹo, sao chịu vô. Rồi sao chịu rồi. Ở trên Tokyo có cái tiệm Trung Quốc á. Người ta chiên tươi giống như ở bên Việt Nam mình bán mà. Ui xì. Ui xì ta ăn. Còn mua đồ ăn ông đá ăn chấm phèo mà. Quỳnh đó bên đây vậy, cũng giống y chang mọi người Việt Nam vậy. Bây giờ á, hạn chế đi lại nhiều cái mua không có được mà. Có kim bốc. Cái đó là gì ta? Cái đó là gì? Có kim bốc cái sụt tẩu mút cho đó. Nó coi YouTube đấy bây giờ lắm mà. Những cái kênh của người ta tin gì nó biết hết. Nó thích vẽ cho mọi người. Nó vẽ như thế nào? Nó vẽ cho khoai tây chiên lại vừa này. Cái khoai tây chiên ta hay ăn là của cái hãng nào? Nó vẽ cái hình chữ M mọi người. Ở ngoài thì màu đỏ, ở trong thì màu vàng. Xong nó chạy lại nó nói với Quỳnh với ba nó, cái này là McDonald's. Trời ơi, Quỳnh với ổng bật ngỡ lắm mọi người. Chưa đi học nha mọi người mà nhìn cái biểu tượng nó vẽ là được mà. Không biết có năng khiếu vẽ hay không, chứ Quỳnh không có năng khiếu vẽ mà. Vẽ thì gớm luôn.
Hôm nay tình cờ Quỳnh mua được chim chôm, bởi vậy mua luôn chùm nho để lên cho nó hai màu chổi nhau chổi đẹp. Hết một tô mà bây giờ mất cái thứ ăn nổi ngon. Chôm chôm bên Việt Nam không có nhiều tiền Quỳnh mua. Quỳnh mua hai bịch chưa tới 1 ký, còn 1 ký vậy ta. Là một xe máy nha mọi người, là khoảng hơn 200 ngàn tiền Việt Nam trong 1 ký. Quỳnh phải nói là Quỳnh thèm khủng khiếp luôn mọi người. Những cái loại trái cây mùa hè ở bên Việt Nam. Những loại trái cây mà hiện tại bây giờ ở Nhật chưa nhập qua được mà, giống như là mẫn cầu dai, rồi là mẫn cầu sim, hoặc là như ta nhãn, hoặc là măng cụt. Măng cụt thấy có bán nhưng mà không biết thật là gần đây. Ăn thử coi. Mì tên. Mì đi nè. Trái chôm chôm. Ừ. Hả? Ăn trái nho à? Ừ. Biết là chôm chôm Việt Nam mình nó là cái loại mà ngon là chôm chôm tróc luôn à. Hả? Chôm chôm tróc, chôm chôm nhãn. Sang cho mẹ ăn. Chim chôm ngon quá trời. Nhà mẫu đơn không có hộp mà ngon quá. Nó hút khí thế mà. Sao ngon không? Ừ. Thỏa mãn cơn thèm của nó mà. No quá mọi người. Ngưng cái tô nó Quỳnh ăn quá trời quá đất luôn. Video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh á, mọi người hãy bấm đăng ký, like, sẽ ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bye bye. Yeah 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 yeah. Bẩn hút một cô chú ơi, bẩn hút rồi. Thôi xong rồi, yeah đi, cắn đi. Yeah yeah.